Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Yeah, chúng ta hoàn thành rồi mèo ơi. Wow. Nhưng mà lần trước chúng ta đi về và kiếm của chúng ta đã bị hư hết trơn rồi mèo. Đúng rồi. Dạ tính sao sư phụ? Không sao đâu, sao đâu. Ở đây ta có rất là nhiều thức ăn ngon, ăn đi rồi chút nữa ta sẽ cho cái con một phần thưởng. À vậy là tuyệt vời quá. Ăn ăn mèo ơi. Nhâm. Muốn ăn gì ngon thôi hả? Em ăn bento chị Banda. Bento này là của em không? Em ăn cái này là chị không được xin của em. Cho chị ăn cái gì mà hả? Bánh xíu à. Ô cái này là bánh lăng nè chị Banda. Ngon lắm á. Mời bánh lăng đó. Chị ăn đi, sư phụ ăn đi chị Banda. Trời ơi, chị Banda không chịu ăn bánh lăng, để em ăn giùm luôn cho. Vậy là nói sao là ta nói mặt mày không? Ủa này là mì udon đó con. Rồi mèo ăn mì udon đi mèo. Ai cũng có đồ ăn ngon hết á. Ủa mà phần sư phụ ơi, phần thưởng của chúng ta là cái gì phần sư phụ? Phần thưởng của chúng ta hả? Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây hả? Đây là ba cái rương mà những trụ cột đã cho các con để làm phần thưởng khi mà các con hoàn thành kỳ thi đó. À mình được các trụ cột. Ủa mà trụ cột là cái gì vậy? Là cột nhà hả sư phụ? Trụ cột là những người giỏi nhất ở trong đội diệt quỷ đó mọi người. À thì ra là vậy mèo ơi. Trời ơi. Mà chúng ta được những người giỏi nhất tặng quà mèo. Rồi vậy sư phụ né ra đi. Ồ ôi cái này cái gì đây? Một cây kiếm, kiếm của Red Hood. À chắc trụ cột cho mình nè, đồng phục hả? Ủa cái gì vậy? Trụ cột cho mình một cái đồng phục và một cây kiếm. Ủa đẹp quá. Đẹp quá dạ. Quá. Rồi con rùa nhìn nó vô di thúi luôn á. À từ từ. Để tôi gửi cái nón con rùa ra. Nè, tặng ra cho sư phụ nè sư phụ ơi. Trời ơi, cái gì không xài được cái tặng cho sư phụ. Cái đó là kỹ vật của con á sư phụ. Trời cái nón con rùa đó theo con biết bao nhiêu lâu rồi đó sư phụ ơi. Để sư phụ để dành ha. Rồi, con của mèo là cái gì mèo? Mèo được tặng cái gì? Móc ra cho tôi coi coi. Móc luôn cái rương ra. Đấy nè, cái rương này của tôi nè. Trời tôi mới được cái kiếm của tôi. Wow, cái kiếm màu hồng. Út màu hồng này như la che vậy anh mèo. Còn có, ủa còn cánh bông nữa nè. Cái kiếm này là trước của tôi mà. Ủa vậy hả? Được sửa lại rồi á. Chắc là vậy. Nhưng mà tôi có cái gì nữa hết được. Cái gì mà dễ thương vậy? Trời, bộ đồ gì nhìn giống như một con bướm bướm vậy mèo. Thôi từ 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 từ, để né ra coi thử mèo bận được hợp không mèo. Wow, mèo bận hợp quá, còn tôi bận vô nhìn cũng hơi bình thường thôi. Hay sao? Còn chị Banda? Chị Banda bà làm cái gì bà giấu cái gì đó vậy? Đang thay đồ. Trời ơi, nó đang thay đồ. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Banda? Ôi quá đẹp luôn nè. Trời ơi. Vàng đúng rồi. Đúng rồi, vậy là ba chúng ta ai bây giờ đã chung một đội rồi sao? Ủa, cái này đâu giống đồng phục đâu ta. Nhưng mà màu đen bên trong nhìn giống mà mẹo. Đồng phục ở trong là cái áo màu đen, là cái áo khoác nó lạ thôi giờ. Ừ, đúng rồi, chỉ là cái áo khoác nó lạ thôi. Nhưng mà miễn chúng ta có đồng phục là được rồi. Chị Banda có kiếm mới không chị Banda? Kiếm mới của chị đâu? Trời ơi, mẹo. Wow. Cái kiếm mới đẹp quá vậy. Ngầu thiệt luôn. Thử không? Thôi, kiếm của chị mạnh lắm, em không muốn thử đâu chị Banda, lỡ chị quánh em sao chị Banda? Chưa thử mà biết chứ thử ngoài chứ chị đâu có kém chút mình đâu mà sợ. Thôi nguy hiểm lắm chị Banda ơi. Rồi bây giờ tụi mình lên đường được chưa sư phụ? Chưa, còn một món quà ta sẽ tặng cho các con. Ủa món quà gì nữa vậy? Không, thi xong nhiều quà quá hả, đã ghê luôn á. Vậy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Quà ơi, quà ơi. Ủa trời, nguyên con gì? Con quả. Con quả nó nhảy từ trên nóc nhà xuống kìa mèo. Nào giờ mới thấy con quả nó nhảy với nó mà nó không bay á. Ủa mà tự nhiên tặng cho ba đứa con quả chi sư phụ không lẽ để ba đứa trong giây phút đói bụng đường đi á. Đúng rồi, em đang nghĩ giống chị chị Banda. Con mới tài lắm. Không là để ta nói cho con nghe nè. Cái con quạ này là cái con vật để đưa thư cho các con đó. Vậy tới. Vậy là chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ bởi con quạ này ha sư phụ. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ xài con trâu không mà giờ lại đổi với con quạ. Ôi mèo, nhiều khi cái tổ chức của mình là một cái tổ chức diệt quỷ mà mèo, nên chúng ta bắt buộc phải xài quạ, nhìn nó mới ngầu. Đúng rồi. Mà cho nó đen tối chút xíu không? Đúng rồi. Không phát hiện được biết không? Quà thì các con cũng đã nhận đủ rồi. Giờ thì các con hãy lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên đi. Hãy đến thị trấn Kangaroo để điều tra. Ta nghe nói ở đó có nhiều dấu hiệu của quỷ xuất hiện. Trước giờ các con chỉ gặp những con quỷ hạ đẳng thôi. Sau này các con phải đối mặt nhiều với những loại quỷ mạnh hơn nữa, có kỹ năng chiến đấu, đặc biệt nhất là quỷ sử dụng được kỹ năng huyết quỷ nữa. Wow, lần đầu tiên mà tôi nghe nói có một cái kỹ năng gọi là huyết quỷ nữa mẹo. Ừ, rồi, nghe cũng đáng sợ đó nhưng mà không sao. Vì đã có Red Hood đi bên cạnh của mèo rồi mèo ha. Đã có mèo đi bên cạnh Red Hood rồi Hood ha. Còn chị Banda bà đi trốn luôn. Trời ơi, chị Banda. Chị có con quạ đi theo chị nè. Chị thử lòng nó thôi nè, thấy chưa, nó đi theo chị nè. Quạ. Ủa sao nó ngoan với chị Banda, vậy là chị hợp với nó đó. Để đi theo bà đi, bà cho nó ăn chứ tôi không đâu biết nuôi chim đâu. Đúng rồi, nãy giờ sư phụ cũng nói nhiều rồi, thôi mèo ơi. Chị Banda, đến lúc chúng ta phải lên đường rồi chị Banda ơi. Sư phụ vô ăn nghỉ đi sư phụ ơi. Tạm biệt sư phụ nha sư phụ. Cảm ơn sư phụ công tình đã dạy
tạm biệt các con luôn nha. Rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã trở thành những người diệt quỷ thật sự rồi mèo ha. Yeah, đến lúc phải lên đường rồi. Các bạn ơi, các bạn xem đến khúc này thì đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bây giờ chúng mình phải đi diệt quỷ đây mọi người. Mèo ơi, đi nè mèo. Ôi, mà hình như hồi nãy tôi thấy có ai đằng sau nóc nhà thì phải mèo. Ủa? Cái gì? Ai đâu? Có, hồi nãy có ai đó nhìn tôi á. Mà thôi kệ đi, chắc tôi hoa mắt thôi mèo ơi. Mà chắc là cái đó cái gì đó thôi. Tôi biết nữa. Sư phụ á. Thôi chắc là sư phụ quá mèo ơi. Thôi đi nè mèo. Đi nè chị Panda, lên đường nè. Đi kiếm đồ ăn cho chị đi quả ơi, chị đói rồi. Đi lẹ lẹ đi mẹo chị Panda, chúng ta đã đến với thị trấn Kangaroo rồi nè. Mới mua được cái kẹo bồ lô này ghê luôn nè. Trên đường đi mà còn mày đặt mua kẹo nữa ha mẹo, gậy thiệt luôn á. Wow, thị trấn đẹp quá. Ôi, cái cổng này đẹp quá. Thị trấn này thật là yên bình luôn á mẹo. Ồ, nội nhìn cái cổng này cũng hơi đẹp hơn ta. Ờ, vậy mà thầy Urokodaki nói là thị trấn này á có dấu hiệu xuất hiện của quỷ á mẹo. Thì đúng rồi, thị trấn lớn như thế này mấy con quỷ nó mới hoành hành được chứ. Wow, một thị trấn yên bình như vậy mà làm sao mà có dấu hiệu của quỷ được ta. Tôi thấy người dân đây sống hạnh phúc muốn chết luôn á mèo. Chị ơi, tôi đâu rồi? Ê mèo, chạy lại coi cô gái đó đang bị cái gì kìa mèo ơi. Cô nương ơi, tiểu cô nương tôi bị cái giống gì vậy? Cô gái ơi, cô nương ơi. Mọi người có thấy chị tôi ở đâu không? Ủa chị của cô, tự nhiên cái hỏi tụi tôi. Tính ra tụi tôi mới bước chân vô đây. Chị của cô ra sao, cô phải kể cho tôi nghe. Chị của tôi mất tích mấy ngày hôm nay rồi, không kiếm được bả luôn á. Trời ơi, chị của cô mất tích thì cô đi báo thử với lại sao trong vùng này có cái gì không ta? Trưởng làng đó, kiếm trưởng làng. Ở trong làng này vẫn còn nhiều cô gái bị mất tích lắm, không biết tại sao mà. Làng của tôi mấy nay có chuyện á, là mấy cô gái cứ đi ngủ là bị mất tích à. Đi ngủ cái mất tích luôn á. Rồi vậy chị của cô đi ngủ cũng mất tích luôn hả? Nào bỗng vô tập thể. Đúng vậy đó. Ủa gì kỳ vậy ta? Thôi thử cô đi hỏi là mấy cái chú làm rượu bên kia xem có không ý. Chứ tụi tôi mới vô làng, tôi cũng không biết nữa. Thôi tôi đi kiếm chị tôi tiếp nha. Rồi xong luôn mèo ơi. Công nhận cái cô gái nhìn tội nghiệp thiệt luôn á mèo. Đúng rồi đó, khóc hù hù đi kiếm chị luôn kìa. Rồi tự nhiên cái bước vô cái thị trấn mới đầu thấy bình yên. Ủa? Là tự nhiên giờ cũng có người nói có người mất tích tôi nghe tôi sao sao. Tôi nói là sao không nghe tiếng la tiếng thét của người đau khổ mà vừa dứt câu cái là nghe tiếng khóc. Rồi bà đi bà hỏi mấy ông kia kìa tội nghiệp quá. Thôi đi tiếp nè mèo ơi. Ê, hỏi là chị của bả ra sao để có gì mình lỡ mình gặp mình kia bả về nhà giùm ha. Ờ ha mèo. Thôi mà mình quên là kệ đi, chắc thầy cũng không có nói gì mình đâu mèo ơi. Dở vụ đó. Là đó là thị trấn bình yên quá nè, nó có cô gái đi bình thường, có ai mất tích đâu. Hết. Vậy giờ sao mà mình phải điều tra được con quỷ ở đâu ta? Nghe nói là cái này nghi ngờ có quỷ xuất hiện mà đúng không? Ờ thì cứ đi vô làng đi, mình chưa gặp được người nào thông báo có quỷ xuất hiện mà mèo. Cách nào để điều tra ta? Ở đây có một quán trọ nè mèo. À. Ê mèo, chị Bánh Đa, hay là tất cả chúng ta cùng nhau thuê chỗ nghỉ lại đi mọi người. Chứ để không á, mình đi cả ngày mà mình không có chỗ nghỉ chân là mình sẽ rất là mệt luôn á. Đúng, tôi thấy đúng á, chúng ta nên thuê chỗ ngủ lại đi. Chủ phòng trọ ơi, chủ cái nhà trọ ơi. Ai kêu đây? À, chủ trọ đây rồi. À, tụi tôi muốn thuê 3 phòng, mỗi người 1 phòng. Thuê phòng á chứ. 3 phòng bao nhiêu vậy? Cái ông này vô gì? 1 phòng á là 5 MR, 3 phòng 15 MR. À, ba phòng tới 15 MR lận hả? À chú ơi, khoan. Chú ơi, tụi con là họ săn quỷ á, tụi con đến đây để diệt quỷ. Cái đồn này làng có dấu hiệu quỷ xuất hiện á, chú có thể nào giảm bớt giá cho tụi con được không? Ôi, cái gì nói cái gì vậy? Làng tôi làm chứ có quỷ đâu, nói xàm không à. Đó, mèo nghe cho mèo, chúng ta là những người diệt quỷ bí mật, mèo ơi, không ai chị, biết đâu. Làm chứ có vụ bí mật đây trời. À, thôi, bây giờ là trời mọi ơi, người nói kỳ quá, sao tôi làm ăn. Rồi mèo ơi, mèo nói chuyện kỳ quá, cái chỗ người ta thuê trọ mà mèo nghĩ sao mèo đi nói có quỷ mèo. Thì tôi định hỏi cậu có biết thông tin gì không thôi mà. Thôi nè chú ơi. Nè, thôi là tôi cũng có đem tiền thôi nè. Đây, tôi sẽ lấy ra. Cho tụi con 12 đồng ba người đi chú. Giảm giá đi chú ơi. Tụi con hết tiền rồi. Là ba người ba phòng luôn hả? Đúng rồi, ba phòng mà 12 đồng thôi chú, chứ 15 mắc quá. Giảm cho mỗi người 1 đồng đi. Thôi nhưng mà bây giờ á thuê 2 phòng thôi, đừng thuê 3 phòng. Để tối á ông này á canh bà này, để bà này mộng du bà đi tùm lum nữa. Còn cái bà kia bà già quá rồi, khỏi ai canh bà. Ủa là sao? Tại sao tôi phải thuê chung phòng với lại bạn của tôi? Tôi đâu có bị mộng du. Bạn này lớn để tối mộng du nữa, mất tích rồi tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Ông yên tâm, tôi đâu có bị mộng du đâu mà lo. Rồi cho mọi người một nghe lạ mày có mất tích nữa mèo. Thôi đi vô lẹ đi, mỗi người 1 phòng hả? À tôi sẽ ngủ phòng này, phòng này đẹp quá mèo ơi. À, cái phòng ở trong này dễ thương quá ha. Còn phòng bên này có phòng gì bên không? Này ê, phòng bên này cũng y chang phòng đó luôn. Ê, ở đây có lầu nè mèo. Ở lên lầu là quá trên này đẹp quá. Đâu? Wow, ở trong đây có phòng khách nè mèo. Ủa phòng này phòng khách. Ủa ở đây có phòng ngủ lớn nữa nè. Bước vô ơi. Đẹp quá vậy. Mèo bước vô. Wow, phòng này đẹp quá. Ê, hay là ba đứa mình ở chung phòng đi cho rẻ mèo. Ba ở chung một phòng. Không được, không được, không thôi, tôi không thích đâu. Cái bây phòng giờ trên này không có thấy được ở ngoài đường, không đẹp. Rồi vậy là thôi tôi nhường cho mèo ngủ phòng này á, tôi xuống dưới ngủ đi, tôi thấy ngoài đường cho đẹp mèo ơi. Vậy hả? Ủa chị Panda sao chị quýnh lộn với ông chủ trọ chị Panda?
Chị có quýnh không đâu, chị bị lửa nó tặc 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 thế nè. Thôi hay là chị ở chung phòng với mèo đi chị Panda ơi. Em sẽ đi xuống đây nhường cho chị với mèo ở. Ê quên đó mọi người, tự nhiên vô chơi ra đây ở là cái gì? Chúng ta đang đi điều tra mà. Quên nữa, đây đâu phải là kỳ nghỉ dưỡng của chúng ta đâu. Trời ơi, đi tiếp, đi tiếp nè, đi tiếp nè. Cuối cùng có chỗ ngủ là được rồi. Bây giờ đi tiếp coi, vô thị trấn coi có chuyện gì xảy ra nữa mèo. Tính ra là nãy mình trả tiền 3 phòng luôn á. Mà mèo nghe kỳ lạ không? Ông nói là cái gì mà phụ nữ ở đây ban đêm mộng du rồi mất tích mèo. Làm như ở đây có chuyện không mộng du mà tôi là người dân. Đúng rồi, đi nè mèo. La, ở đây có tiệm gì đây? Ê, hình như ở đây có một cái tiệm thuốc nè. Ê, có đây không? Bán thuốc nè mèo. Hello. Sao? Em mua thuốc không? Thuốc đi để phòng hờ. Mình không cần thuốc đâu mèo ơi, tại vì chúng ta là những người diệt quỷ rất là VIP, không cần thuốc đâu. Đi tiếp nè mèo. Việc gì chứ có phải bị bệnh gì không? Không lo, đi theo tôi đi, đừng lo, có tôi bảo vệ mèo mà. Quên, trong làng thì không được sử dụng kiếm mèo ơi. Vậy hả, không được bóp kiếm ra hả? Bây giờ đi vô trắng mà có chỗ nào ăn nữa thì tuyệt vời luôn mèo ha. Đúng rồi. Cái gì vậy ông này? Ông chạm tông chị Panda kìa. Mày đi gì mà không thấy đường hả? Mày con mắt mày để trên đầu hay để làm sao? Mày không thấy đường, mày có tin tao lấy cái kiếm điện này của tao, tao dùng bẫy chia tao chết mày một cái là mày giật màn hay không hả? Mày giật. Trời ơi. Chị Panda. Chị Panda. Ngưng lại đi. Trời ơi. Chị làm cái gì vậy? Chị mệt quá mèo ơi. Thằng nó làm chị mệt quá. Thôi chị bình tĩnh chị Panda. Chị là người diệt quỷ chứ phải chị là người diệt người chị Panda. Thôi người ta mới chạy người ta không với con cái à. Ủa chị chửi xối xả với mặt ta luôn á chị Panda. Thôi chị Panda giang hồ quá mấy bạn ơi. Chị chửi nó đâu chị. Chị nói nó là đi không thấy đường hay sao mà không vô chị thôi hà. Trời ơi chị nói chuyện đó rồi chị còn xài kỹ năng của hơi thở của điện chị Panda. Chị làm ông này ông sợ cũng khóc luôn nè. Ông khóc luôn. Đâu tôi có khóc này. Trời ơi. Đừng quên tôi. Anh bạn ơi vô lề nói chuyện nè. Nó khóc rồi nè, Panda nó khóc rồi. Trời ơi chị hùng ta khóc luôn chị Panda. Trời ơi tôi xin lỗi nha. Tại tôi đang có cái chuyện gấp á. Tôi mới đi làm ruộng tôi về liền với vợ tôi. Chị xin lỗi từ đầu đi chị đâu nói. Nghe nghe ổng không? Mà ổng đi làm ruộng xong về liền với vợ ổng kìa. Ủa chú tại sao mà chú phải về liền vậy? Vợ tôi á nói là mấy nay á vợ tôi cứ nằm ngủ là thấy cái bóng đen tới đầu bắt vợ tôi đi hoài à. Ủa tội nghiệp quá hả? Dấu hiệu. Bóng đen đúng rồi quên nữa. Bóng đen tới bắt vợ ổng mà mình tội nghiệp mình là hơi xăm quỷ mà. Dấu hiệu mà bị mộng du. Dấu hiệu mà sắp bị mộng du đó mọi người. Thôi mà mô tả cho tôi biết đi cái bóng đen nó như thế nào. Đúng rồi. Cái bóng đen đó thì nó đen thui tui lùi giống như cái bà đội này nè. Trời ơi. Từ bởi vì tôi thấy chứ. Trời ơi chị Panda. Chị Panda. Chị làm gì cái gì vậy chị Panda? Ủa ông đâu rồi, ông đâu có tiền rồi nha. Mẹ ông chạy kìa. Đứng lại ông ơi. Không sao đâu, tôi bảo vệ ông nè. Tôi bị bắt cảnh sinh luôn rồi. Thôi. Bây giờ ông bình tĩnh lại. Đâu vợ ông ở đâu để tôi giúp ông cho. Đúng rồi. Vợ tôi ở trong nhà không biết vợ còn không nữa nè, đi lẹ chỗ đi. Vô nhanh lên kiếm vợ ông đi. Người không biết là có sao không nữa mọi người. Vợ ơi. Vợ ông nè. Vợ ông đâu? Trời ơi vợ ta đi vợ ông không kiếm thì đúng rồi vậy đó. Tôi phải giúp vợ tôi đâu. Ủa gặp mặt hả? Ủa sao không cho gặp mặt? Không cho gặp mặt làm sao mà tụi tôi biết tụi tôi giúp ông được? Vợ ông đâu? Tại tại chị Panda dẹp kiếm vô. Chị giang hồ quá. Không được cầm kiếm nói không làm gì đâu. Gặp vợ tao rồi cầm kiếm ra. Vợ ông đâu? Đứng lại kìa. Trời ơi đàn cho anh nghe đi vợ ơi. Thằng anh ơi. Đây. Thấy bà vợ trả lời không? Có tiếng đàn mày ơi. Ủa đi vợ chồng nó nói đàn luôn. Vậy đi đâu mà đây giùm cá ông ơi. Đâu. Mình phải mở cửa ra mình coi vợ ông này có bị chuyện gì không. Thấy vợ ông kìa. Đâu. Từ từ cái cửa này sao nó tự động đóng lại nè. Ôi, wow. Cái cô này nhìn xinh xắn thiệt. Sao cái cô gái đẹp vậy mà lại chịu về ở chung với ông này ha. Ôi trời ơi vợ tôi qua khôi sớm này đó nghe. Tôi mới sợ mắt á chứ xấu tôi sợ mắt đâu. Ông có chiêu thức hơi thở của gì đó ông. Hơi thở đẹp trai chị Panda ơi. Đúng rồi. Ông này sẽ dùng chiêu hơi thở đẹp trai. Phê cá tính. Rồi khoát. Bây giờ vợ ông có dấu hiệu nào không? Dấu hiệu nào mà sợ bị mất tích không? Ông kể tụi tôi nghe đi. Thằng ơi, ông nói là tối ngủ hát cái bóng rồi bắt vợ ông đi hoài đó. Đúng rồi. Chị kêu kêu ngủ đi mình mới phát hiện ra được, mình mới điều tra. Đúng rồi. Thôi, vợ tôi ngủ rồi lỡ rồi bị bắt luôn rồi sao? Không sợ đâu. Chị Panda, hay là như vậy đi, em nghĩ ra một kế hoạch nè. Mọi người bình tĩnh đi, tôi có cách để giúp cho vợ ông sẽ không bao giờ bị bắt đi luôn á. Sao vậy? Bây giờ nha, cho chị Panda ăn bận giống vợ của ông này nè, trang điểm giống vậy đó, rồi ở đây. Chị Panda giang hồ nè, mỗi lần gặp ác quỷ là chị Panda sẽ rút kiếm ra liền á mèo. Đúng rồi chị Panda. Bây giờ nếu mà để vợ ông ngủ lại thì sẽ rất là nguy hiểm cho vợ ông chứ. Hay là tối nay chị ở đây chị Panda. Có người ở đây chúng ta không có đánh được, khó khăn lắm phải bảo vệ người nữa. Cho đúng rồi. Kêu hai vợ chồng chú này đi về nhà mẹ ngủ đêm đi, tụi tôi sẽ ở nhà ông và giải quyết con quỷ giùm cho được không? Ok. Chị Panda ăn ra chị chị. Hầu. Đi vợ ơi, có người thấy mạng cho vợ rồi. Đi. Gì vậy? Ông nói gì kìa? Ông kêu vợ ông đi. Rồi hai người cứ về. Hai người đi. Hai người cứ về
Ê, đừng đánh vợ tôi à, đi đi vợ. Đi ra ngoài chứ. Bây giờ nhà của ông là nhà của tôi, không sao đâu. Đi đi. Rồi xong. Cuối cùng thì mình cũng đã phát hiện ra một ngôi nhà có hiện tượng của quỷ là chị Minh Đa. Chị đừng lo. Chị tưởng đâu là cưng Vũ ổng đi rồi mình dặn nhà này mình ở chứ. Tào lao quá chị Minh Đa, chị phải vô đây nè, chị giúp đỡ người ta. Chị đừng có chôm đồ của người ta ra. Đúng rồi. Tháo bộ đồ này ra, bận bộ đồ mỹ miều của chị đi. Tháo bộ đồ ra chị Minh Đa, tháo đồng phục ra. Chị thôi chị cho chị đi. Tháo đồng phục ra chị Minh Đa. Tháo đồng phục ra hả? Đúng rồi. Đó. Bây giờ chị lên đây chị ngồi đi. Đó, bây giờ chị đã hành dân thường rồi, bây giờ chị nhớ là giả vờ bằng một cô gái, là một cái cô gái yếu đuối. Thôi đợi đợi cái giống mà hồi nãy chị Minh Đa. Đó, yếu đuối thì bị đất ra vô đợn đi. Đợn đi chị Minh Đa. Vậy sẽ giống những cô gái. Chị lại đây chị gãi đợn. Ê, không biết bà đó đợn bà gì cho cái con nó xuất hiện cái. Em không biết nữa, chị cứ đợn đại đi. Rồi tối nay em với mèo sẽ quanh lại xem coi chị có bị gì không nha. Ừ, vậy chị đợn hỏi bà Minh Đa. Thôi mèo ơi. Tôi với mèo vô làng chơi nè mèo ơi. Chị Minh Đa, nếu như mà chị đi chơi. Không, chị phải ở lại chị Minh Đa. Chị không được đi. Rồi tới giờ chị quanh lại. Không có được, chị phải ở đây nguyên một ngày luôn chị Banda. Mọi người đừng lo cho chị Banda, mình tin chắc chị Banda có thể xử lý được kẻ nào mà dám bắt cóc chị Banda đi nha. Đúng mọi người. Rồi. Rồi, đi nè mèo ơi. Giờ mình đi chơi em vô làng đi chơi nè. Để chị Banda lại một hôm chắc cũng không sao đâu mèo ha mèo. Chị Banda ơi, có chuyện gì xảy ra chưa? Sao rồi chị Banda? Sao rồi? Sao vậy? Nãy giờ chị hả? Chị nằm chị ngủ, không có biết cái gì đâu. Trời ơi, chị Banda bà còn trong này nè, bà không có bị gì hết trơn á mèo. Bà chạy buồn ngủ quá. Giờ chị về phòng ngủ đi hết à. Thôi tối nay chị ngủ đây đi, chừng nào chị có chuyện gì á chị nhớ đờn lên cho tụi em biết nha chị Banda. Đúng rồi, có chuyện gì chị gãy cây đờn á. Băng. Chị xạo quá chị Banda, làm gì có chuyện gì. Không, chị gãy hết trơn á. Hay là bây giờ á, chị cứ ngủ đây đi nha. Đây. Chị ngủ đây đi, em mèo về đây. Thôi đi về mèo ơi. Có chuyện gì chị cứ đợi qua để em có nghe liền à. Ừ, có chuyện gì thì Banda cũng giải quyết được mà. Chúng ta cùng nhau về cùng trọ lại đi mèo ơi. Đi về ngủ nè, mệt quá. Đường nào? Đường này nè, theo tôi. Thôi công nhận á, buổi tối ở đây 12 giờ đêm mọi người đi đâu hết trơn hả? Quên rồi, người ta đi ngủ không ơi. Thôi về lẹ đi mèo ơi. Ôi trời ơi, sao tự nhiên sức ơi hết hồn cái Dũng nhớ chị cà bá vậy? Trời ơi, sao cái nhà này ở dơ quá, bởi vì từ đầu là không thích ở đây rồi. Trời ơi, cái Dũng nhớ này thôi, sao biến thành một cái con quỷ sứ như thế ớn vậy? Cái con nhỏ trẻ đẹp đâu mất tiêu rồi. À, tại sao mà thay thế cho cái bà già xấu xí thì ăn thịt nó dai chết luôn. Trời ơi, mình trẻ đẹp như vậy mà dám nói là nó sẽ ám xúc phạm mình chết vậy. Trời ơi, thương quỷ nha. Trời ơi, cái thằng này ơi, đúng là con quỷ sứ. Trời ơi, cái bà thằng già này thí dụ nó làm gì cũng được. Nhưng mà nó xúc phạm mình già nua xấu xí này kia là nó tới số rồi. Trời ơi, bà cái thằng này cháu mình biết thế nào là lấy đồ. Bà con bà dính tôi nè. Bà đâu? Dĩ hả? Đâu đây? Tại sao người này dám về ta xấu xí hả cái thằng đó? Trời ơi, sự thật mà bà trả cái con nhỏ là đẹp cho tôi. Trời ơi, ta vừa non nớt cho đẹp mà bà dám chê ta hả tiệt chứ. Thôi, buồn ngủ quá, ngủ một giấc mới được. Cái mùi gì kỳ vậy? Mình cảm giác như làm như có quỷ xuất hiện hay gì đó. Hả? Thấy rồi. À, ta biết ngay mà. Ta giả giờ ngủ để cho nhà ngươi xuất hiện tới công chuyện rồi. Một cái con nhỏ yếu đuối như ngươi thì ngươi làm được gì được ta? Ngươi tới hay ta tới? Hả? À, được rồi, yếu đuối hả? Hãy coi sức mạnh của ta đây. Hứa này cứu tôi ra. Cứu tôi lẹ lên. Trời ơi, đi mét nữa. Ôi ơi, mèo kêu hả? Mèo kêu chuyện gì vậy? Ôi, mèo kêu tới đây. Mèo ơi, ủa, mèo đâu? Mèo đâu? Ê, cái thằng nào đây? Ê, mèo, mèo đâu rồi? Mèo! Con gì vậy mèo? Chưa đụng minh nữa hả? Ta không có sợ mèo đâu. À, thì ra đó là một con quỷ. À, mày dám tấn công mèo hả? Đứng lại, con quỷ đáng ghét kia. Rồi, rồi, mèo, né ra mèo. Thức thứ hai, bánh xe nước. Rồi. Ôi, sao nó né được đòn của tôi mèo ơi? Con này nó đâu phải là người thường đâu, mà nghĩ như nó phải né được rồi. Thôi, con quỷ này mạnh quá mèo ơi. Được rồi, để tôi tôi trên đầu có hai cái sừng kìa mèo. Hai sừng á, ừ rồi, rồi tôi với mèo thức thứ ba thứ hai đều vậy luôn. Trời đó, xong chưa? Nó không bị gì luôn mèo ơi. Cái người không làm được gì ta đâu. Trời con quỷ này né hết tất cả các đòn đánh của tôi mèo. Này né ta là né hết rồi. Không thể chạm được tới được cái móng chân của ta đâu. Mèo đánh sau lưng nó đi mèo. Mày mày không chạm được móng chân của mày hả? Đáng ghét này. Trời ơi, gãy ngứa ta thôi. Mèo ơi né ra đi mèo. Tôi sẽ thứ 8 này mèo ơi. Rồi hạt được. À đúng đòn rồi. À thì con quỷ này là thứ 8 mèo ơi. Tôi mạnh đấy nhưng mà không có là đối thủ của ta đâu. À thì ra con quỷ này cũng đủ mạnh đây chịu nổi các chiêu thức của ta. Được rồi. Bây giờ mèo, tôi với mèo á xong kiếm hợp bích xài hai tuyệt kỹ cùng một lượt luôn. Bảo con quỷ đỡ không nổi đó mèo. Vô nè. Một, hai, ba, vô. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, xong rồi. Đụng trứng liền.
cứng cứng rồi mèo ơi. Ui, tôi cầm được cái đầu con quỷ nè, thấy gớm quá mèo. Thấy chưa, tôi mới dăm xong cái hoạt bích một cái là cái con quỷ nó cũng cứu tỏi liền. Trời ơi, tôi với mèo công nhân giỏi thiệt á. Ê, chị Banh à, chị Banh à, lên nữa. Nãy chị mới đánh được một cái con quỷ sứ nè. Ôi mèo với em cũng mới đánh được nè. Chị nhìn cái con quỷ mà mày đang cầm gì chị Banh à. Ui, đó. Hay ghét ghê không? Thấy không? Ở đây nó có hai cái sừng nè chị Banh à. Ghét không chị Banh à? Con có chị đâu? Con có chị đâu? À, con có chị hả? Chị đâu có biết đâu, nãy chị đánh là chị chạy về luôn mà. Ủa mà con của chị nó nhìn giống con hẹo chị Banh à. Ủa mà sao cái tóc màu xanh đi trang luôn. Ê vậy hình như làm này có nhiều con lắm luôn á. Sao mà chị Banh đánh con? Đúng rồi, hình như nó chỉ bắt mấy cô gái thôi mèo ơi. Không biết còn con nào nữa không? Thôi nhưng mà tất cả không sao là tôi mừng rồi mèo ơi. Công nhận là các bạn mèo. Cái anh em của ta đâu? Cái anh em của ta đâu rồi? Ở đây có một con nữa kìa mèo. Con này có tới ba cái thằng luôn. Vậy thằng này là thằng anh ba của cái tên này. Ê nó nhanh quá mèo. Cái tên này tiêu diệt anh em của ta rồi phải không? Ôi tôi nó tấn công kìa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi không thể về nhà được nè. Cái con kìa nghe đây. Anh em của người mạnh đó nhưng mà không bằng anh em tụi ta đâu. Bên này ta đông hơn. Chị Banh Đa, chị chạy đâu vậy chị Banh Đa? Chị lại đây nè. Trời ơi, chị tính trốn đi nè. Chị sợ quá, thằng này mình mệt quá. Chạy thẳng, ta bắt bà đi luôn. Ôi, chị Banh Đa, đứng lại. Ôi, chạy đi kìa mèo. Đứng chị Banh Đa, đứng lại con quỷ đáng ghét. Bà đi luôn. Đứng lại. Không cho bà về luôn. Ôi, đuổi theo nó mèo. Trời, thằng này mệt quá. Ôi, nó chạy nhanh luôn mèo ơi. Chị Banh Đa, giúp em đánh nó đi. Chị Banh Đa, không phải đánh nó. Đúng rồi, bao dây nó lại, bao dây nó lại. Wow. Chị Banh Đa mạnh thiệt. Mèo, đó là tôi. Trời. Chị Banh Đa kìa, người nó. Con quỷ cái người không thể giết được. Ôi, chị lướt hụt rồi kìa chị Banh Đa. Sao vậy? Đó là tôi mèo. Thật thứ ba, điều gì của nước. Trời. Đừng xảy ra đây. Để tôi giải thích cho con coi. Mày 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 Thương máy đâu, chỉ cần đánh nó là được rồi. Ủa ơi, con quỷ nó nhanh quá. Đánh nó không kẹp nữa mèo ơi. Chị là phải chết hàng nữa ra. Trời ơi, thầy chị thích gì 7-7-4-9 ngày chị Banh Đa. Trời ơi, chị liệm nó hết rồi. Thấy, vô trả thầy. Thầy, lướt ngang đời nó ba sợ. À, con quỷ ngu ngốc kia. Nãy giờ trong lúc ngươi nói nhiều thì bây giờ ngươi đã vào thế rồi. Chị Banh Đa ơi, con này, mèo ở sau lưng ngươi. Chị Banh Đa sợ với các ngươi. Mèo, mèo. Hơi thở của chị tiêu diệt nó. Mèo, chạy lên đi mèo. Hơi thở của nước quỷ ta. Thôi, cuối cùng con quỷ chúng ta bị tiêu diệt rồi mèo. Wow. Thôi trời cũng bắt đầu sáng lên rồi mèo ơi. Ờ đúng rồi, trời sáng luôn. Ôi ánh mặt trời dần dần mọc lên rồi, cuối cùng tôi chiến đấu chúng ta cũng đã tiêu diệt được con quỷ rồi mèo. Mình hình như là mình tiêu diệt ba anh em thằng đó luôn á. Ờ mà ba con quỷ này là sao vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Nó từ cái dũng màu đen đen gì á mèo ơi, y như dũng nhớt vậy ha. Ừ đúng rồi, hồi nãy tôi chạy xuống tôi thấy á mèo, nguy hiểm thiệt luôn á. Bây giờ sáng lên rồi. Ơi mặt trời lại một ngày nữa mọc lên, dân làng vui vẻ trở lại rồi. Ê cái ông đó kìa mèo. Ôi, chắc là ông tìm được vợ của ông rồi đó, giờ ông lại đi làm ruộng nữa rồi. Đúng rồi, thôi mấy bạn ơi, thì tụi mình cũng đã tiêu diệt được ba tên xấu xa đó rồi. Nếu mọi người thấy video hay đừng quên nhấn like và subscribe cho tụi mình nha mọi người. Tụi mình đánh quỷ cực lắm luôn á mọi người ơi. Chúc con quỷ này được đầu thai, đừng bao giờ làm quỷ nữa mèo ơi. Để tụi nó làm quỷ nữa tội nghiệp quá, đúng không mọi người. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi cho hiện trấn tiếp nè mèo. Quên lời sư phụ dặn hả? À, chị Banh Đa, chị đừng có làm điên nữa. Ai dùng thịt keo, hở thịt keo. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.